Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, muốn giàu nhanh chóng mặt, nhất định phải nghe hết video này. Vâng, xin được chào mừng quý vị khán thính giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Dưỡng Quỳnh thay mặt cho 30 tập chương trình, xin mến chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tử vi học là một môn huyền học chuyên nghiên cứu về số mệnh con người. Từ đó giúp cho chúng ta biết trước được thiên cơ và vận dụng hóa giải để cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm Mạng năm 2022 thì sẽ giúp cho quý vị nắm được vận mệnh của mình trong năm mới trên các phương diện về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 năm Mạng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, cho nên phải gánh trên vai rất là nhiều những áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Đây là một năm cực độc, nếu như mà bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình, cũng như là cách hóa giải các hung tinh, thì những người tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc, đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm, quấy rối, rèm pha liên miên. Vậy thì làm thế nào để có thể hóa giải được những vận hạn này? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 năm Mạng, tài phú thất thoát. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 năm Mạng, được dự báo tình hình khá ổn định, nửa hung, nửa cát. Tử vi khuyên bạn nên đề phòng phạm hình hại với năm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 năm Mạng, tổng quan. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 năm Mạng, được dự báo là tình hình khá ổn định, nửa hung, nửa cát. Tử vi khuyên bạn nên đề phòng phạm hình hại với năm. Thầy Gia Cát dự báo năm nay Đinh Tỵ phạm hình, phạm hại thái tuế. Trên nhiều phương diện hay gặp tranh cãi, giúp đỡ người khác nhiều nhưng cuối cùng lại không đạt được điều mình mong muốn. Số phận nhìn chung gập ghềnh, đề phòng có kẻ ám toán hãm hại. Tài mạo anh tuấn, hiếu thắng, ưa tranh cãi, dễ bị kích thích mà phát sinh thái độ. Người này túc trí đa mưu nhưng ít thành công. Thích học theo người khác, là người biết đầu cơ, nắm quyền uy nhưng cũng khá gian xảo, tham lam và keo kiệt. Nói chung, nếu muốn yên ổn thì quý ông Đinh Tỵ phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ hơn và dành nhiều thời gian cho việc nâng cao kiến thức và độ hiểu biết của mình. Đồng thời, những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải những thị phi tai ách của năm 2022 Nhâm Dần. Được thái tuế tương trợ che chở sẽ hóa giải được những vận hạn xung khắc của năm mang lại. Hung tinh. Tuổi Đinh Tỵ nam Mạng phạm thái tuế, vận thế gian nan, tài phú thất thoát, không giữ được tiền bạc. Hung tinh câu dạo, quán tác, ảnh hưởng, khiến cho tiểu nhân thường xuyên quấy nhiễu, vận thế xấu đi. Thường hay gặp bẫy khiến ảnh hưởng không tốt như là mất tiền hay tranh cãi và thường xích mích với tất cả mọi người. Cát tinh, trong mệnh tuổi Đinh Tỵ năm 2022 có cả thái âm và tam thai. Đây là hai cát tinh khiến cho bạn hóa giải một phần xui xẻo và có thể khiến cho chúng ta gặp nhiều may mắn hơn. Năm nay bạn có khá nhiều thử thách mạo hiểm nhưng cũng có những kỳ ngộ nhất định, cho nên hãy tận dụng sự giúp đỡ của các cát tinh để có thể khiến bản thân gặp nhiều may mắn hơn. Đối với những người phạm thái tuế, Tết đến có thể mặc quần áo màu đỏ, quần áo lót màu đỏ, đi tất đỏ hay thắt lưng màu đỏ, mang ý nghĩa thịnh vượng và xua đuổi tà khí, hộ thân, điềm lành cho sự may mắn, giúp xua tan mây mù, tiếp thêm sinh khí. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam Mạng dự báo tình hình sự nghiệp của bạn không tốt lắm. Tuổi phạm hình phạm hại với năm, làm việc chăm chỉ nhưng không có kết quả. Đàn ông tuổi Tỵ gặp khó khăn trong công việc, khẳng định bản thân cũng như tìm một vị trí trên công ty. Ngoài ra dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên, khó khăn cũng chỉ tự mình giải quyết. Bạn nên đề phòng mâu thuẫn và xung đột trên công ty. Việc to tiếng chẳng mang lại lợi ích gì mà còn khiến cho bạn khó khăn hơn rất nhiều. Tử vi năm của tuổi Đinh Tỵ dự báo, người đàn ông này còn gặp được cát tinh tam thai. Nó giúp cho bạn bình tĩnh trong mọi việc và nắm bắt các thời cơ để thăng tiến. Vào những thời điểm khó khăn, có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu bạn có thể tăng cường khả năng giao tiếp với người khác, điều này sẽ mang lại cho nam mệnh Đinh Tỵ
những cơ hội mới trong công việc để con đường công danh sự nghiệp được hanh thông và thuận lợi. Các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ giúp gia chủ luôn được thần Phật che chở, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được khai mở, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng, có tài vận phát triển bình thường. Bạn chịu ảnh hưởng phạm hình thái tuế, kiếm tiền có thể dễ dàng nhưng giữ tiền thì tương đối khó. Bạn thường tiêu tiền vào các khoản chi tiêu tiêu dùng hoặc là đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư vào thời điểm này thường không mang lại nhiều lợi nhuận mà khiến cho quý ông Đinh Tỵ mất tiền còn nhanh hơn. Tử vi cho hay những người tuổi Đinh Tỵ chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính thì khả năng mất tiền trong năm nay rất cao. Tử vi năm khuyên tuổi Đinh Tỵ 4-5 tuổi nên làm việc nghiêm chỉnh và kết hợp kiếm tiền hợp pháp, không nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện leo trời một bước, nếu không sẽ chỉ ngày càng sa sút về mặt tiền bạc mà thôi. Bạn nên cẩn trọng với những dự án đầu tư. Có thể thấy rằng những dự án kinh doanh trong giai đoạn này vừa không khả thi vừa nguy hiểm nên hãy hạn chế đầu tư. Tình cảm đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng 45 tuổi cũng không còn quá trẻ nữa. Quan hệ tình cảm của bạn không quá lý tưởng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sự xuất hiện của hung tinh khiến cho tiểu nhân hãm hại mối quan hệ. Đặc biệt có thể kể đến hung tinh Câu Giảo và Quán Tác. Hai hung tinh này mang đến không ít phiền toái cho bạn. Vợ chồng hay cãi nhau, có kẻ thứ ba xuất hiện, công việc stress và những mối quan hệ ngoài luồng có thể khiến đàn ông Đinh Tỵ quên mất mình vẫn còn một gia đình. Hãy cẩn thận với những kẻ thứ ba. Tử vi 12 con giáp khuyến cáo quý ông tuổi Đinh Tỵ nên cẩn thận hơn trong năm Nhâm Dần 2022. Hạn chế đến chỗ thị phi, tránh xa ngồi lê đôi mách để rước thị phi vào người, khiến cho hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Với những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng, để hóa giải những thị phi tai ách mang lại trong năm 2022 Nhâm Dần, cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy được sử dụng bộ tam hợp quý nhân để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, gia đạo bình an hòa hợp. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng dự báo, sức khỏe của bạn có chút uể oải. Mặc dù trong năm Dần sẽ không có hung tinh nào đến cản trở sức khỏe của những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, việc phạm thái tuế sẽ khiến cho bạn gặp một số vấn đề nhỏ trong cơ thể. Mặc dù không phải là bệnh tật hay tai họa lớn, nhưng bệnh vặt liên tục ập đến ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Vì vậy, tuổi Tỵ nên chú ý giữ gìn hơn nữa trong năm 2022, nếu không, thường xuyên sẽ bị bệnh tật. Dù có thể không tốn quá nhiều tiền bạc để chữa bệnh, nhưng chắc chắn sẽ bị hành hạ về tâm trạng và tinh thần. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng dự báo tài lộc của bạn trong tháng đầu tiên khá bình thường. Bạn gặp phải phạm hình, phạm hại thái tuế, cho nên hay mất tiền, không kiếm được mối làm ăn. Tử vi khuyên đàn ông Đinh Tỵ không nên manh động trong mọi việc. Về tài lộc, có lẽ sẽ không có tiến triển lớn, tất cả vẫn cần sự kiên trì và chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Tử vi hàng tháng dự báo tuổi Đinh Tỵ nam mạng phải xử lý nhiều công việc từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên năng lực của bản thân thì có hạn, cho nên sẽ cần tiêu tốn nhiều công sức và bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi trong tháng này. Tử vi khuyên bạn hãy ổn định trạng thái của bản thân, đừng quá lo lắng. Mọi việc đều có thể giải quyết, cho nên mỗi chúng ta cần phải cẩn trọng, cẩn thận. Tháng 3, đánh giá 4 sao. Tử vi dự báo, bước sang tháng 3, tình hình sức khỏe của quý ông tuổi Tỵ tốt lên. Bạn có một tâm trạng tích cực, trạng thái cơ thể đều lý tưởng. Dù là công việc hay cuộc sống đều luôn giữ được sự thoải mái cần thiết. Tình hình của tuổi Tỵ khá tốt trong tháng này. Các bạn có thể dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tìm kiếm những mối quan hệ mới. Ngoài ra, nếu có dự định đầu tư thì đây sẽ là thời gian thích hợp dành cho bạn. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng dự báo tài vận của quý ông 45 tuổi trong tháng 4 giảm mạnh. Người tuổi Tỵ bị tổn thất tài chính nặng nề trong tháng này do tai ách, có thể bị ốm đau hoặc gặp tai ương, cần tiêu tiền để giải trừ tai họa.
khả năng kiếm tiền của bản thân cũng bị hao hụt nhanh chóng và dễ bị vạ lây. Vì vậy, nam mệnh tuổi Tỵ hãy nên chú ý đến sự thăng trầm của tài lộc trong tháng này và đưa ra các biện pháp đối phó kịp thời. Đồng thời, bạn cũng có thể làm thêm các công việc bên tay trái để tăng thu nhập. Điều này có thể giúp bạn giải quyết được một số khủng hoảng tài chính trong tháng. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của quý ông tuổi Tỵ 45 tuổi trong tháng 5 có sự phát triển rất mạnh mẽ. Đối với những người tuổi Tỵ độc thân thì tháng này sẽ có thái âm xuất hiện. Bạn sẽ gặp phải những cay đắng và hạnh phúc trong tình yêu. Đặc biệt, một số người độc thân đã có đối tượng yêu thích, thậm chí có thể nhận được lời khẳng định từ người mình thích trong tháng này. Đối với người đã kết hôn, bạn sẽ có một cuộc sống viên mãn, ổn định vợ chồng sắc son, tình cảm sâu nặng. Tháng 6, đánh giá 2 sao. Xem bói dự báo quan hệ xã hội của nam mệnh tuổi Tỵ năm 1977 rất xấu trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi sao Câu Giảo và Quán Tác, có thể khiến cho mối quan hệ cá nhân của bạn xấu đi do sự xúi dục và chia rẽ của kẻ xấu xung quanh. Không chỉ vậy, nam mệnh tuổi Tỵ sinh năm 1977 ở nơi làm việc còn rất dễ bị kích động và có tranh chấp kiện cáo phiền phức liên miên. Vì vậy, nam mệnh tuổi Tỵ sinh năm 1977 nên chú ý nhiều hơn đến tiểu nhân trong tháng này, đồng thời cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình, đừng mâu thuẫn hay tranh cãi với người khác một cách tùy tiện, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng dự báo sự nghiệp của bạn phát triển khá tốt. Nhờ sức mạnh của các tinh tam thai, người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người ngoài công việc, có thể là quý nhân hoặc đồng nghiệp. Trong tháng này, bạn cũng sẽ được dự đoán là vượt qua những hạn chế trong công việc trước đây và có được những bước tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp của mình. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Tử vi sức khỏe tuổi Đinh Tỵ nam mạng 45 tuổi cũng kém hơn một chút. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, thời tiết oi bức cho nên tinh thần của những người tuổi Tỵ không được tốt trong tháng này. Tính khí dễ nổi cáu, dễ mất bình tĩnh. Đồng thời trong cuộc sống, bạn cũng khó tập trung hoặc tinh thần uể oải. Vì vậy, nam mệnh tuổi Tỵ nên chú ý kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình trong tháng, nghỉ ngơi nhiều hơn và không nên làm việc quá sức. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Tử vi 12 con giáp dự báo tài vận của nam mệnh Đinh Tỵ trong tháng này sẽ tốt hơn. Các khoản đầu tư hay cổ phiếu bắt đầu sinh lời, thu về được không ít lợi nhuận. Tháng này, bạn rất biết cách làm giàu. Ngoài công việc chính thì quý ông Đinh Tỵ đang có được những cơ hội kiếm tiền từ công việc kinh doanh bên lề của mình. Lợi nhuận từ kinh doanh và đầu tư giúp cho bạn có được một cuộc sống không tồi vào thời điểm này. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2022 nam mạng dự báo tháng này mọi việc diễn ra khá bình thường. Bạn nên cẩn thận một số ảnh hưởng của thái tuế, công việc trở nên bận rộn và bạn thì không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Tử vi dự báo tình hình buôn bán tháng này của người tuổi Tỵ khá tốt, gặt hái được nhiều thành công cũng như lợi nhuận. Tuy vậy, tháng này tuổi Đinh Tỵ nam mệnh cũng sẽ phạm hình thái tuế, có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít thử thách mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Điều quan trọng là bạn phải tỉnh táo trước những lời chào mời và luôn biết bản thân mình muốn gì và đang ở vị trí nào. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Tử vi nhận xét thời điểm cuối năm thì quý ông Đinh Tỵ sẽ hết sức bận rộn, có nhiều sự vụ phải xử lý tổng kết, công việc và hoàn thành các nhiệm vụ mới, cho nên bạn sẽ bận rộn giữa sự nghiệp và gia đình. Cần phải cân nhắc thời gian và công việc để có thể trung hòa mọi thứ, giúp cho bạn có cuộc sống tốt hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó thì chắc chắn là quý vị cũng đã phần nào nắm bắt được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm những gì để được may mắn và thành công, phải không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Trước khi rời đi thì quý vị đừng quên đăng ký theo dõi kênh và đồng thời ấn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào.